Ngày hôm nay khi nhận thêm được một đơn hàng về cây đậu nhiếp thì mình đã tức tốc chạy thẳng vào vườn rẫy cà phê của gia đình, vì khu vực đất vườn cà phê của mình hiện tại nằm giáp ở những cánh rừng sâu nên nếu như ra sức tìm kiếm cẩn thận thì khả năng rất cao sẽ gặp được những cây rau nhiếp ở nơi này. Tiếng đơn giản vì phía trên đất vườn cà phê của gia đình mình là một khu rừng vô cùng rậm rạp, nếu như đi sâu vào bên trong thì khả năng rất cao sẽ tìm thấy được những cây rau nhiếp quý giá tại nơi này. Và thật may mắn khi mới bước vào mình cũng đã phát hiện ra một cây rau nhiếp nằm ở sát bìa rừng. Thế là công việc nhổ và thu hoạch nó cũng đã được mình thực hiện ngay lập tức. Vì hôm nay vào những ngày mưa dầm nên việc nhổ những cây rau nhiếp này cũng không gây khó khăn cho lắm. Thì đây là một cây rau nhiếp rừng anh mình nhổ lên. Thì trung bình của nó thì cây của nó như mà mình thấy thì nó tầm cỡ khoảng móng tay. Nếu mà to nhất thì cũng khoảng móng chân cái là hết mất thôi nha mọi người. Tầm cái bộ rễ của nó rất là dài. Cái sự sống của nó cực kỳ mạnh nha mọi người. Chúng ta chỉ cần về để trồng xuống là nó sẽ lên rất là nhanh. Đó, thân nó thì cũng không cao cho lắm nha mọi người. Tầm cỡ 2.5 mét được xuống. Đó. Sau đây mình sẽ cắt ngang. Thế này. Cái này thì tất cả chúng ta đem về trồng một thời gian thì nó sẽ ra mầm và sống rất là khỏe mạnh nha mọi người. Vì nó là cây ngoài nhiên thì sự sống của nó rất là mạnh liệt. Và như thế để tìm được những cây rau nhiếp mình cũng đã tiến sâu hơn vào trong rừng. Những cây rau nhiếp hiện nay đã không còn nhiều như trước đây nữa, vì những cánh rừng cũng đã bị tàn phá một cách nặng nề. Cộng với một số lượng người vào rừng thu hoạch cây rau nhiếp này, số lượng ngày càng trở nên đông đảo rất khó kiểm soát. Nên bây giờ việc tìm những cây rau nhiếp này cũng vô cùng khó khăn. Hiện nay để tìm kiếm thì chúng ta cần phải đi vào những khu rừng rất sâu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường. Nhưng vì cuộc sống nên mọi gian nan phía trước cũng sẽ được mình cố gắng vượt qua. Và hiện tại những cây rau nhiếp này cũng đang được mình bán theo bó nha mọi người. Mỗi bó trung bình có khoảng 30 cây lớn nhỏ đủ loại với tổng trị giá là 160k trung bình cho mỗi cây rau nhiếp. Như thế này chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 5k thôi nha mọi người. Theo như mình nhận xét thì trong thời gian vừa qua thì những cây rau nhiếp này cũng đã được khai thác một cách rất là nhiều. Tâm ra hiện nay thì số lượng cây rau nhiếp này cũng đã dần dần ít đi nha mọi người, nó không còn nhiều như trước đây nữa đâu. Cái việc khai thác nói chung tìm kiếm nó cũng khó khăn hơn ngày trước rất là nhiều luôn. Thì với 30 cây trị giá là khoảng 160k thì mình sẽ bao ship luôn tất cả cho mọi người rồi. Như thế nha mọi người nha. Với cây rau nhiếp như thế này thì chúng ta chỉ cần trồng một lần và ăn được rất nhiều năm nha mọi người. Đó. Chúng ta có thể ăn được cả chục năm luôn nha mọi người. Và thêm một cây rau nhiếp nữa cũng đã có trái nha mọi người. Đây, đây là quả của nó đây. Quả như thế này thì cũng gọi là già rồi nha mọi người. Đó. Chúng ta phơi khô và chúng ta ươm thì nó sẽ lên mầm cũng dễ lắm, chứ không có gì là khó cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng muốn ăn nhanh hơn thì chúng ta trồng từ cái cây, tại vì cái cây thì trồng khoảng một tháng sau thì nó sẽ ra mầm. Và nói chung khi mà chúng ta trồng thì khoảng vài tháng sau chúng ta mới được thu hoạch lá nha mọi người. Thì thu hoạch sớm quá sẽ cây nó sẽ gây cái cây rau nhiếp này nó yếu đi. Ở phía trước mặt chúng ta là một cái cây rất là to, thì hiện tại mình cũng đang đứng ở một nơi rất là sâu ở trong rừng nha mọi người. Đó, mọi thấy khu vực này thì cũng có rất là nhiều cây to. Vì trên màn hình chúng ta nhìn thấy vậy chứ ra ngoài nó nhìn nó to cực kỳ luôn nha mọi người. Đó, đơn giản như cây này là khoảng gần 2 người ôm. Hơn 2 người ôm chứ. Đây mình sẽ đến và review trực tiếp cây này cho mọi người xem nha. Đi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Ôi, được có 7 cây. Được có 7 cây thôi nha mọi người. Rồi. Khoảng hơn 3 giờ đồng hồ thì mình mới kiếm ra được khoảng 32 cây. Hôm ngày hôm nay là có một người khách họ đặt mình đi nhổ và lấy cái rau nhiếp này. Khi chúng ta trồng xuống thì nó sẽ lên ở cái mầm ở mấy cái mắt này nha mọi người. Rồi sẽ cắt bớt phần rễ như thế này và giao cho mọi người, đóng gói giao cho mọi người nha. Thì cứ hiện tại là mình đang bán với giá là 160k là 30 cây như thế này nha mọi người. 30 cây thì nó bao gồm sa cả, nó cũng có cây nhỏ thế này và những cây lớn chẳng đôi như thế này đó, chứ không hẳn là toàn bộ cây to. Vì bây giờ cây rau nhiếp rất là hiếm, không còn nhiều như ngày xưa đâu, nên việc tìm kiếm nó cũng cực kỳ khó luôn. Nói chung mình bỏ cũng cả buổi sáng ra để tìm kiếm nha mọi người. Hôm nay thì trời cũng sắp mưa rồi đó. Khi ai đặt thì mình nhắn địa chỉ và số điện thoại vào cho mình nha, để mình biết, mình sẽ gửi hàng.
nha. Còn cây rau nhíp thì mọi người cũng đã biết rồi, gì cây rau nhíp ăn rất là ngon, nói chung rất tốt cho sức khỏe. Mọi người ai có nhu cầu trồng và ăn rau nhíp thì cứ liên hệ mình nhé. Đến đây mình cũng xin kết thúc, xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video.